việc. Là hôm đấy là ngày 28 tháng 2 và tầm 4 rưỡi 5 giờ chiều thì cháu và gia đình có nhận được tin báo là của một người phụ nữ đến báo tin cho gia đình cháu biết là hiện tại bố cháu bị công an phường Định Liệt đánh đập rất là dã man. Gia đình cần đến ngay vì tay chân mình, hai tay chân mình của cháu bị liệt hết rồi. Và khi nghe thấy người phụ nữ báo tin như vậy thì gia đình cháu hết sức hốt hoảng. Và mẹ con cháu lập tức là cùng em gái và bạn của nó đến ngay tại trụ sở phường Định Liệt. Khi mà đến ngay tại trụ sở phường Định Liệt như vậy thì cháu là người trực tiếp ở trong đồn và phải làm việc với những người trong đồn. Và khi cháu bước vào như vậy thì cháu thấy bố cháu ngồi dựa ở ghế, hai tay là như không có sức lực nữa rồi. Bố cháu ngồi buông thõng xuống, hai tay của bố cháu là bị còng lại bởi còng số 8. Thì khi đó thì cháu có vào cho hỏi bố cháu và bố cháu nói là cháu như thế này: con ơi, bố đau lắm, con xin người ta cho bố đi cấp cứu đi, bố liệt hết hai trên hai tay rồi. Một người con vừa nghe bố mình nói như thế rất là đau xót, nhưng mà trước mắt thì cháu vẫn phải làm việc công an trong phường. Và cháu có nói chuyện với cả một đồng chí công an trong phường, lúc đó thì đồng chí này không mặc đồng phục cho nên cháu không rõ tên tuổi, và cháu có làm việc với người đó. Cháu có hỏi là: anh ơi, chú ơi, cho em hỏi là bố em phạm tội gì và tình trạng của bố em như thế nào. Người này có trả lời với cháu là bố em phạm tội gây rối và chẳng ai làm gì bố em hết, bố em không làm sao hết. Thì khi mà nghe đấy người ta nói như vậy thì cháu có một đề xuất là bây giờ tình trạng của bố em là kêu đau đớn như thế kia, thì em muốn là em mong là các anh có thể cho bố em đi khám, tại vì là tình trạng của em hết sức nguy kịch rồi, em muốn là để các anh cho bố em đi khám. Nhưng mà người ta lắc đầu, người ta nói là bố em không làm sao hết, không ai làm gì bố em cả. Thì bác sĩ không được như vậy thì em có cháu có ra để đèo mẹ cháu về. Lần thứ hai cháu lại tiếp tục có vào từ đây đến giáp bát, cháu lần thứ hai cháu vào. Lần này khi cháu vừa vào thì thấy bố cháu ngã từ trên người xuống, thì cháu và đứa em bạn cháu vào đỡ bố cháu dậy làm ra ghế. Sau khi đỡ bố cháu dậy làm ra ghế như vậy thì cháu lại tiếp tục van xin là: các anh ơi, các anh, bây giờ tình trạng của bố em như vậy rồi, em van xin các anh là cho bố em đi khám. Tình trạng của em như vậy rồi thì em van xin là các anh cho phép em được cho bố em đi khám, nhưng mà cũng không ai đồng ý. Và mọi người bảo là bố em ăn vạ, không ai làm gì bố em cả, không ai làm gì bố em hết. Như vậy thì gia đình không xin được thì lại tiếp tục mọi người đi về. Và đến lần thứ ba này thì em sang gọi cô em. Em và cô em có mua phở vào cho bố em ăn. Thì tình trạng là mua phở cho bố em ăn, nhưng mà khi vừa mang đến thì anh trực ban không mặc rõ đồng phục và không có phù hiệu, không cho em và cô em bước chân vào trong, và đã để không cho em và cô em bước chân vào trong để ngoài, và có nói là có hỏi em và cô em là ai. Thì lúc đó cô em có trả lời là: tôi là cháu, là người nhà của người đang nằm trong ghế. Lúc này thì bố em đang nằm trong ghế và ở trong phòng có một cái bàn làm việc, và không nhìn rõ là bố em có bị còng hay không, chỉ biết là bố em nằm trong ghế và có bàn làm việc đấy, có hai người đang làm người làm việc, ngoài ra là có anh trực ban ở ngoài, anh không cho vào. Em có xin là: anh ơi, cho em được phép vào đút phở cho bố em ăn, tại vì là bây giờ gia đình đã mua phở đến rồi và tình trạng của em rất là nguy hiểm. Thì nhưng mà anh cầm bát phở và anh nói là chúng tôi sẽ có trách nhiệm cho ăn, anh kiểm tra phở bên trong và anh để bát phở trên bàn nhưng không hề cho bố em ăn. Và khi để bát phở trên bàn như vậy thì gia đình lại tiếp tục xin là cho đi khám. Vậy thì bố em kêu là đau, kêu tiếng kêu rên lên là: con ơi, gọi cô em là Nhung ơi, anh đau lắm rồi, xin người ta cho anh đi khám đi, anh liệt hết hai chân hai tay rồi. Thì cô rất là đau xót và bản thân em cũng rất là đau xót lúc đấy rồi, và bằng mọi cách là xin cho bố em đi khám. Thế thì bố em kêu là khát nước, thì anh trực ban có chỉ em là sang bên đường để mua nước. Thì anh trực ban chỉ em ra đường mua nước, thì lúc đó cô em ở lại, em có đi sang bên đường để mua nước. Và khi cô em ở lại như thế thì cô em có kể lại với em khi em quay lại là có hai người đi vào. Thế một trong hai người có nói, lúc bố em có nói là: đỡ tôi dậy cho tôi một miếng nước. Một hai người có nói là: lúc ấy to mồm lắm cơ mà, bây giờ còn đòi đỡ vài cái vả ý. Thì khi em đi về thì hai người đó đi ra ngoài thì em có nhận ra là người đấy là người xảy ra xô xát với bố em, là trung tá Nguyễn Văn Linh. Và cô em vào kể chuyện cho em thì em có bảo đấy là người đã xảy ra xô xát với bố con cô ạ. Đấy, thì là cô em có kể lại người ta nói như thế.
Và cô em tiếp tục phải xin cho bố em đi khám. Cô em nói là hãy ý nghĩ đến tình người. Bây giờ các anh hãy cho chúng tôi, cho phép người nhà tôi đi khám. Thì người nhà tôi đã hết sức là nguy cấp đến thế kia rồi. Thì anh trung tá, thì anh trực ban anh có nói như này: hiện tại là phường rất nhiều việc giải quyết, chưa có thời gian để giải quyết việc của gia đình. Khi nào mà phường có thời gian, gia đình muốn cho người nhà đi khám thì phường sẽ cho người nhà đi khám. Thì cô em bảo là bây giờ nếu như phường không có người thì người nhà xin phép là được cho đi khám và phường cử người đi cùng. Nhưng mà người ta cũng không đồng ý. Người ta bảo bố em không sao, không đồng ý. Người ta để phở lên, người ta còn bảo là bố em giả vờ. Bố em không sao hết, dậy mà ăn đi. Thì như vậy thì xin như vậy, xin đi khám không được thì em có xin là nếu như bây giờ không được thì xin phép em là được mời bác sĩ tư, mời bác sĩ tư đến khám cho bố em. Nhưng mà người ta cũng phủ định đệ nhi, người ta không đồng ý cho bác sĩ tư đến. Người ta bảo là không được, cho bác sĩ tư đến khám. Thì cả gia đình em rất là bối rối và đau xót, rất là bức xúc về hành động đánh người như vậy. Và cũng rất là biết ơn, đó là vô cùng biết ơn tất cả mọi người đã đến chia sẻ, dù trong nước hay là ngoài nước, hay là bất kể ở nơi đâu, đã có những lời động viên chia sẻ và đến an ủi, chia sẻ với gia đình em. Đấy là một điều em hết sức biết ơn mọi người. Và gia đình thì bây giờ hiện tại thì chưa biết được cái nào, còn phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi từ phía công an ạ, để cho người ta trả lời là cái chết của bố em là nguyên nhân là vì đâu, là do đâu. Khi mà có được cái nguyên nhân chết như vậy rồi ấy, thì là gia đình mình có thể chôn cất được bố em, để cho bố em được ra đi một cách thanh thản. Tại vì bây giờ chưa biết vì sao ông chết, chôn đi rồi để đào lên có tội người đã khuất lắm. Cho nên là phải rõ ràng cái chết là vì đâu. Khi mà rõ ràng như vậy rồi, chắc chắn là ai cũng muốn, trong lòng mọi càng gia đình luôn luôn là mong là cái điều đấy nhanh được nhanh chóng và nhanh sớm để có thể chôn cất bố em một cách tử tế. À, từ ngày cho từ ngày bố em vào làm viện cho đến khi mà bố em mất đi đến ngày 8, thì bên phía gia đình người gây ra cho bố em và công an phường Thịnh Liệt không một ai xuống thăm hỏi và động viên gia đình em cho đến ngày bố em mất đi. Chỉ có đến ngày trước khi mổ thì có đồng chí phó giám đốc công an thành phố có xuống và nhờ người mổ cho bố em và nhờ bà giáo sư Thạch mổ cho bố em. Còn lại là bên kia là không một ai xuống động viên thăm hỏi gia đình em cho đến ngày bố em mất đi. Sau ngày bố em mất đi một ngày thì gia đình phía bên đấy có xuống, có bố vợ và hai người bạn đồng hao có xuống. Và lúc đấy thì gia đình em có nói chuyện và gia đình em vẫn cho mời vào và nói chuyện. Nhưng mà bên đấy thì là người ta không nhận là người nhà người ta sai, chưa nhận người nhà người ta sai mà người ta nói là bồi thường. Nhưng mà như vậy thì gia đình em không chấp nhận. Người ta bảo là bồi thường lo tiền thuốc men và ma chay. Như vậy